Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 3 được mang tên là Ngũ Tâm Hướng Thiên của bộ truyện Thung Thủy Tinh Không. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong trong cái kỳ tuyển sinh vào cái trường um, cao đẳng quân sự thì không ngờ đang thi thì bị ngất xỉu do đó mà cái cơ hội vào cái trường này bị vụt mất cũng may là trong cái xuôi cũng có cái hên là vì huyết mạch của gã của hắn rất là lạ mỗi lần mà hắn có chuyện gì đó mà ngất xỉu đến hôn mê thì huyết mạch tiềm tàng trong cơ thể các chỉ số được tăng lên do đó mà mặc dù không vào được cái trường quân đội nhưng mà chỉ số hiện tại của hắn lại có thể tham dự để thi vào võ giả Um, thì đoạn cuối tập vừa rồi Thì lúc này hắn đang đến cái ngày mà hắn đến Để xét uh, tuyển đầu vào Của cái uh, võ giả này Thì hiện tại Tới số số báo danh của La Phong Đến để thử lực đắm Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa Mời mọi người xem tiếp nha Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ Xin cảm ơn tất cả mọi người dân tự hồ rất tự tin hả? Tổng giáo quan ưu Thông cười, ánh mắt vẫn dừng lại trên người La Phong. Ở đây cơ hộ tất cả mọi người đều nhìn La Phong, chờ đợi kết quả sát hạch của hắn. La Phong đứng trước bia quyền, cước bộ đột nhiên phát lực, thân thể khẽ chuyển. Vùng dưới thắt lưng liền bung ra lực đạo cường đại, trong nháy mắt xuyên suốt qua đó truyền nhập vào cánh tay. Chỉ thấy nắm tay La Phong như một cái mũi tên được dương hết đà bắn ra, mang theo một tàn ảnh Bùng một tiếng nắm tay đã nện vào bia quyền một quyền đánh ra trong mắt la phong hiện lên vẻ vui mừng cảm giác ra quyền rất tốt kinh đạo được đánh ra hết sức rồi ánh mắt nhìn vào màn hình hiển thị Thấy, không tội ngon lúc này không ít những vũ giả ở đây lập tức tán dương tổng giáo quan Âu thông gật đầu nói tiểu tử không tệ ngờ. phải nhớ khi ra quyền không được mất trọng tâm cơ thể nếu hắn bất chấp tất cả Chỉ cầu đánh cho quyền mạnh nhất Không quan tâm đến trọng tâm của cơ thể Thì uy lực quyền của hắn có thể sẽ mạnh hơn Nhưng như vậy khi đấu với quái thú Mất trọng tâm thì coi như tự sát Không tệ, không tệ <laughs> Chủ em là Phong Năng lực thật chiến rất mạnh đúng à Giáo quan giang niên cười ha hả Hắn thường liên tiếp đánh bại Ba học viên cao cấp có sức mạnh Tốc độ không yếu hơn hắn Đánh rất đơn giản, hiệu quả đó nghe tổng giáo quan và giáo quan tán dương là phòng cảm thấy vô cùng thoải mái thời niên thiếu hắn đã hùng mê hai lần sức mạnh thân thể và tốc độ tăng lên rất nhiều từ đó bản thân đã định kế hoạch nhất định phải trở thành võ giả lợi hại võ giả lợi hại cần có yêu cầu về năng lực thực chiến rất cao thời niên thiếu mặc dù không gia nhập vào cực hạng võ quán nhưng mà hắn đã lục tìm một vài đao pháp và thân pháp căn bản ở trên mạng một mình ở nhà luyện tập dần dần tích lũy kinh nghiệm Điều này cũng là lý do vì sao khả năng thực chiến của hắn mạnh như vậy. Là hợp giống tốt. Ừ, đã thông qua rồi. Tổng giáo quan ưu Thông tùy ý lấy một cái chứng minh thư khác, quét qua dụng cụ. Người kế tiếp, Bạch Dương. La Phong đi về chỗ đám người đã nhận sát hạch. <laughs> Trên điên không tệ nha. Dương Vũ thấp giọng kinh ngạc cười, nói. La Phong cười khẽ, Chẳng mấy chốc, tám người đã kiểm tra lực quyền xong. Trong tám người chỉ có một người xui xẻo, một quyền chỉ có 892 kg, cách giới hạn chuẩn chỉ có một chút. Do đó gã bị đào thải. Tiếp theo sẽ tiến hành kiểm tra tốc độ, lúc này chỉ còn lại có 7 người. Tổng giáo quan Âu Thông đi tới bên cạnh mấy kiểm tra tốc độ, mở chút mở ra. Cả đám thứ này đi, thứ tự khác với lúc nãy, người đầu, dương vũ. Tổng giáo quan Âu Thông phương phó, Lúc trước Dương Vũ là người kiểm tra lực quyền cuối cùng, lần này kiểm tra tốc độ lại là người đầu tiên. Dương Vũ hít sâu một hơi. Lát chú thích nha, ờ, cái bản dịch từ tập 3 này á lát um, tìm ở một cái trang khác do đó nó hơi khác với uh, cái tập 1 và tập 2. Um, chữ Vũ với chữ Võ nó cũng tương tự nhau à, do đó cái bản dịch này chữ Võ nó được đổi thành chữ Vũ. Rồi tiếp tục nha. Dương Vũ lúc này tới tiến hành sát hạch chuẩn vũ giả đã gần 10 lần rồi, đều trượt thi kiểm tra tốc độ. Dương ca, cố gắng lên! La Phong nhẹ nhẹ vỗ vai Dương Vũ. Hãy chờ xem! Dương Vũ điều chỉnh nhịp hô hấp một chút rồi đi tới đường băng. Giáo quan giang niên câu mày nhìn cảnh này, Dương Vũ cũng thuộc khu nghi an, nhưng mà gã đã thất bại rất nhiều lần khi kiểm tra tốc độ. Dương Vũ đạp xuống mặt đất, phát ra những thanh âm trầm thấp, mạnh mẽ vung tay. Lực đạp mạnh xuống đất khiến tốc độ của Dương Vũ gia tốc tới cực hạn rất nhanh. Vẻ mặt gã dữ tợn, trên trán gương xanh dần dật, cắn răng điên cuồng chạy thật nhanh. Lúc lướt qua đích còn phát ra một tiếng gầm khẽ đầy áp lực nữa. Nhất định phải qua! Lúc Dương Vũ dừng lại, trong lòng gầm lên. Gã quay đầu thấp thỏm nhìn, chỉ thấy lúc này La Phong đang giơ ngón tay cái với gã. Thế như vậy trong phút chốc, Dương Vũ giống như đã lên tới thiên đường. Dương Vũ Nga, dẫn khí không thể, đã qua rồi. Giáo quan giàn niên cũng phát ra tiếng cười sang sảng. Dương Vũ vội chạy tới, nhìn về phía màn hình hiển thị. <laughs> Nguy hiểm thiệt nha. <laughs> Dương Vũ nở nụ cười. Nếu trạng thái kém một chút, tốc độ có thể không đạt đến 25m một giây rồi. Có thể một lần nữa bị thất bại rồi. Ừ, qua rồi. Tổng giáo quan U Thông cũng lộ ra nụ cười. Kế tiếp. Cả đám lần lượt tiến hành kiểm tra. Lần trước kiểm tra lực quyền, sức mạnh, La Phong là người thứ hai kiểm tra. Còn lần này khi kiểm tra tốc độ, La Phong lại là người thứ hai từ dưới lên. Chẳng mấy chốc, đã tới lực của hắn rồi. La Phong. Tổng giáo quan U Thông hô. Tên điên nào, cố gắng lên nào, chúng ta cần phải cùng đi tới vũ giả thực chiến khẩu hạch đó dương vũ cổ vũ la phong mỉm cười gật gật đầu rồi đi tới trên đường băng hơi điều chỉnh nhịp hô hấp của mình một chút rồi dễ dàng lướt về phía trước hai bước khác với dương vũ thuần túy dùng sức mạnh la phong lại làm cho người ta có cảm giác được sức buông lỏng Vèo một tiếng phát lực la phong tựa như một con báo đột nhiên bắn ra nhanh chóng vô cùng mang theo một luồng kình phong lóe thẳng tới đích mắt thường cũng có thể nhìn ra tốc độ của la phong rõ ràng cao hơn những người khác vừa rồi một chút nữa cảm giác rất tốt là phòng vừa quay đầu đã thấy dương vũ cũng giơ lên ngón tay cái đến cả tống giáo quan ưu thông và giáo quan giang niên đều khó kiềm được sự tán thưởng phải gật gật đầu là phòng đi tới nhìn trên màn hình hiển thị số tốc độ rất khó còn cao hơn với hạn chuẩn nhiều đó tổng giáo quan ưu thông mỉm cười gật đầu người cuối cùng đồng quan Liên tiếp tiến hành kiểm tra lực quyền, tốc độ, kiểm tra lực quyền đào thải một người, kiểm tra tốc độ đào thải hai người, chỉ còn lại có năm người. Mục thứ ba chính là sát hạch tốc độ phản ứng thần kinh. Đi theo ta. Tổng giáo quan ưu Thông dẫn một đám võ giả cùng với năm người tham gia sát hạch còn lại đi tới phòng luyện võ. nơi có phòng kiểm tra phản ứng thần kinh. Đây là một gian phòng đại khái rộng khoảng 100 mét vuông. Đương nhiên nếu so với phòng luyện võ rộng mấy ngàn mét vuông thì phòng kiểm tra phản ứng thần kinh rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ thấy một dụng cụ đắt tiện rất lớn đang bày trên mặt đất. Phía trước dụng cụ chính là một đống những cái nòng súng trông như súng máy liên thanh 6 nòng tin Nhưng súng này còn nhiều nòng hơn, chừng hơn 10 cái nòng. Người đâu? Đồng quan Tổng giáo quan u thông hô. Đại hán của râu quay nón lập tức đi tới trước nòng súng máy kiểm tra, đứng trong một cái vòng tròn đường kính 36. cộp một tiếng, chốt được mở ra, phía ngoài vòng tròn đường kính 36 này, những cái mạng sương hồng quang bỗng bắn lên cao. Trong lúc nhất thời, người được kiểm tra trong vòng tròn, trông giống như bị sương mù như tấm lửa màu đỏ vây quanh. Nhớ kỹ, bất lượng làm sao đều không được ly khai phạm vi vòng tròn. Một khi ly khai phạm vi vòng tròn này coi như thất bại, thân thể đụng vào hồng quang sẽ bị trừ điểm. Tổng giáo quan ô thông nói, Bước tới bên cạnh máy kiểm tra phản ứng thần kinh, ấn vào cái nút bên ngoài, điều chỉnh cường độ kiểm tra. Cường độ cũng chia ra rất nhiều cấp bậc. Lúc đầu là sát hạch học viên trung cấp, còn nút cao nhất đó là kiểm tra cường giả vũ giả loại cao nhất tới kiểm tra. Bắt đầu! Tổng giáo quan ấn một cái nút màu đỏ. Nồng súng máy kiểm tra phản ứng thần kinh bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt gần như trên 10 cái hỏng súng trong súng máy bung ra từng đảo hồng quang tốc độ có nhanh có chậm đến cả quỹ tích phi hành cũng không đồng bộ rất rối loạn nhanh chóng bắn vào phạm vi vòng đỏ chỉ thấy đôi mắt đại hán trong quay nón nhìn như đóng đinh về phía trước thân thể nhanh chóng không ngừng tiến lui như chớp xuyên qua một vài kẻ hở giữa những viên đạn màu đỏ bắn ra Phúc phốc liên tiếp hai chỗ bị đạn bắn trúng nhưng viên đạn đều có độ cao su uy lực rất nhỏ tốc độ không nhanh bắn trúng vào người cũng không đau Thời gian từng giây từng phút một trôi qua. Đại hán rụt quay nón liều mạng không ngừng né tránh trong vòng. Chẳng mấy chốc thời gian đã được một phút. Tổng giáo quan ưu thông ấn cái nút xong. Nông súng máy kiểm tra lập tức nhanh chóng chậm lại. Rồi không xoay tròn nữa. Giữa màn hình hiện ra rất nhiều dữ liệu. 60 giây bị bắn trúng 57 lần. Đụng phải hùng quang ba lượt. Chưa hợp lệ. Loại. Tổng giáo quan ưu thông nói, đồng thời ném ra chứng minh thư cho đại hán rượu quay nón. Còn thiếu chút nữa! Đại hán rượu quay nón cắn răng, lắc đầu đi ra khỏi phạm vi vòng tròn màu đỏ. Kế tiếp là Phùng. Tổng giáo quan ưu thông nói, là Phùng và Dương Vũ kích quyền lẫn nhau, rồi sau đó đi thẳng vào phạm vi vòng đỏ. Đứng ở trong vòng đỏ, phía trước nồng súng máy kiểm tra đang chỉa về phía mình là phòng hít sâu một hơi. Khi hắn chưa vào võ quán ở nhà thường xuyên luyện tập thân pháp, về phương diện né tránh luôn là thứ bản thân mạnh nhất. Trước khi thi đại học, thông thường trong vòng 60 giây hắn bị bắn trúng 50 lần tới 55 lần. Còn bây giờ tố chất thân thể tăng lên rồi, phản ứng nhanh hơn nữa, việc vượt qua kiểm tra càng không thành vấn đề. Nhớ kỹ, ngàn dẫn lần không được đi ra khỏi vòng tròn. Đi ra khỏi vòng tròn là thất bại ngay, thân thể đụng vào hồng quang là mất điểm. Tổng giáo quan U thông nói xong ấn cái nút màu đỏ. Nòng súng máy kiểm tra phản ứng thần kinh nhanh chóng giả tốc, chẳng mấy chốc xoay tròn tới một tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó trọng nháy mắt, trên 10 hỏng súng bắn trên từng đạo hồng quang. Những viên đạn cao su lập tức bắn nhanh tới. Đôi mắt La Phong nhìn như đống đinh, trong độ nhanh chóng tính toán vị trí, cả người giống như một con mèo linh hoạt, không ngừng né trước tránh sau, lần lượt tránh những viên đạn cao su Đương nhiên cũng có một vài viên do tốc độ quá nhanh thực sự không thể né tránh, chỉ có thể chịu một đạn. Là phòng nhanh chóng né tránh, còn đám vũ giả ở cạnh quan kháng đều xì xầm đàm luận. Tiểu tử này không tệ nha, tốc độ phản ứng nó dường như càng ưu tú hơn nha. Thuốc nhanh đó, thần pháp rất là tốt, cơ sở rất chuẩn chắc. Ngươi nhìn kìa, hai chân giống như là niệm thịt ở dưới giúp mèo vậy, mỗi một lần thân pháp vợ đi đều không mất trọng tâm, có thể trong nháy mắt thay đổi phương hướng nữa, Loại thân pháp này nếu không phải thiên tài Thì không có 10 năm khổ tu Cũng không thể đạt tới cơ sở kiên cố như vậy được đâu Đám võ giả ở đây đều tỏ ra vẻ tháng phục Có thể tố chức thân thể của vũ giả Là do tu luyện mà tăng lên Nhưng thân pháp, đao pháp Đều phải dựa vào kinh nghiệm Không phải có sức mạnh thân thể mạnh Là thân pháp sẽ cao được Cây nút được ấn xuống Máy kiểm tra phản ứng thần kinh xoay chậm lại Rồi dừng hẳn Trên màn hình hiện lên một loạt các dữ liệu trong 60 giây bị trúng 28 lần Chưa đụng vào hồng quang lỗi ưu Tổng giáo quan ưu thông thoáng lộ nụ cười Không tệ nha La Phong chúc mừng ngươi Chỉ cần đợi khi có văn kiện chính thức truyền tới tin tức sẽ ghi vào hồ sơ công dân của ngươi Ngươi sẽ là một chuẩn vũ giả rồi Thông thường khi vượt qua sát hạch Trong vòng 7 ngày sẽ có giấy chứng nhận chính thức Hơn nữa còn ghi vào hồ sơ công dân La Phong dùng sức nắm chặt hữu quyền Rốt cuộc đã thành công rồi Mình rốt cuộc đã trở thành chuẩn vũ giả rồi <laughs> Là Phong nào Ngày 1 tháng 8 sẽ có vũ giả thực chiến khẩu hạch Đến sáng hôm đó tới hội quán cực hạn tập hợp Được giáo quan dẫn đi Cùng những chuẩn vũ giả khác có đi tới một vùng ngoại khu vực thành thị Của căn cứ nhân loại để săn giết quái thú nha Đợi thông qua sát hạch thực chiến Người sẽ là một vũ giả chính thức đó Giáo quan văn niên mỉm cười Nói Dạ La Phong phấn khích gật đầu Tổng giáo quan Âu Thông đứng bên cạnh Mới kiểm tra phản ứng thần kinh Cười, nói <cười> Tốt lắm Người kế tiếp, Bạch Dương La Phong đi đến bên Dương Vũ Dương Vũ tỏ ra vẻ kinh hỉ Khẽ nói Tình điên, chúc mừng á, à. Bây giờ ngươi đã là chuẩn võ giả rồi Chỉ cần thông qua võ giả thực chiến khảo hạch nữa Là đã có thể thành võ giả rồi La Phong cũng thầm thì nói Dương ca, chắc chắn Huynh cũng sẽ vượt qua kiểm tra phản ứng thần kinh này thôi. Để lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành khảo hạch thực chiến. Ừ. Trong lòng Dương Vũ cũng rất chờ mong. Sau đó La Phong và Dương Vũ tập trung sự chú ý vào những người đang được sát hạch. Chẳng mấy chốc, liên tiếp có hai người kiểm tra xong, một thành công, một thất bại. Người cuối cùng, Dương Vũ. Tổng giáo quan ô thông hô, Dương Vũ hít sâu một hơi. Gã chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Lúc trước gã luôn bị chặn lại khi kiểm tra tốc độ, bây giờ đã có tư cách sát hạch một cuối cùng của hội quán cực hạn, kiểm tra phản ứng thần kinh. Cố gắng lên! Là phòng cổ vũ. Yên tâm! Dương Vũ đi nhanh vào trong phạm vi vòng đỏ. Khi tổng giáo quan ô thông ấn nút khởi động, lập tức nòng súng máy kiểm tra phản ứng thần kinh bắt đầu xoay tròn. Chẳng mấy chốc, đã đạt tới tốc độ cực nhanh. Hơn nữa họng nòng súng trong nháy mắt bắn ra hàng tá viên đạn cao su trùm kính cả vùng đó. Chỉ thấy Dương Vũ nhanh chóng di động trong phạm vi một bước về phía trước, ngắn phi thường. Là phòng thấy thương pháp tránh né của Dương Vũ thầm kinh ngạc. Thương pháp của Dương Ca có vẻ hơi cứng, không có được sự linh hoạt nhanh chóng như của ta. Nhưng mà cái loại thương pháp này của Dương Ca có hiệu suất rất cao, biên độ mỗi lần tránh né cũng không lớn nữa. Cơ bản hồi nãy không sử dụng hết phạm vi đường kính 36 của vùng đó, chỉ di động trước sau chừng một bước thôi. Tuy Dương Vũ di động trong phạm vi nhỏ nhưng hiệu suất tránh né cũng rất cao. Loại thân pháp này dùng trong thực chiến sẽ rất hữu dụng, nhưng lại phải có sự khống chế vô cùng tinh tế. Nếu không thì khi xuất hiện chỉ một chút sai sót thôi, thì lợi trảo của quái thú sẽ có thể xé rách thân thể của võ giả rồi. La Phong thầm đánh giá, ít nhất cái loại thân pháp này dưới con mắt La Phong có hiệu suất rất cao, nhưng mà tình huống nguy hiểm cũng rất lớn, chẳng khác gì nhảy muối trên mũi đau cả. Chẳng mấy chốc một phút đã qua, nông súng máy kiểm tra phản ứng thần kinh ngừng xoay tròn. 60 giây, bị bắn trúng 52 lần, chưa chạm hồng quang, hợp lệ, qua kiểm tra. Tổng giáo quan ô thông nói. Bên trong vòng đỏ, Dương vũ nắm chặt hai đấm với vẻ kích động, cánh tay nổi đầy cơn xanh, đôi mắt mờ ảo ứa lệ. Để có ngày này, gã đã chờ đợi lâu lắm rồi, rốt cuộc gã cũng thực hiện được giấc mộng. Cách danh hiệu vũ giả trong truyền thuyết Chỉ một bước cuối cùng nữa thôi Dương vũ Tổng giáo quan ưu Thông nhíu mày, nói Loại thân pháp tránh né công kích này của người thuộc loại nhập di cấp 1 thôi Khi sinh tử chém giết với quái thú Thông qua biên độ di động nhỏ của mình Khiến cho công kích của quái thú trượt qua thân thể Không tổn thương đến bản thân mình Vì biên độ di động của thân thể nhỏ Nên thời gian cũng ít Có thể thực hiện nhiều lần né tránh hơn Hiệu suất cực cao Nhưng loại thân pháp này có khó khăn rất lớn Một khi có chút sai sót Thí dụ như giống người tính toán là lợi trảo của quái thú Cách thân thể người 2cm không làm tổn thương được ngươi Nhưng mà khi xuất hiện sai số Lợi trảo của quái thú có thể xẹt qua thân thể ngươi Mổ bụng xé ruột ngươi Lúc chém giết cho quái thú Nếu phạm sai lầm Rất có thể sẽ chết Do đó ta khuyên ngươi Sau này khi chiến đấu với quái thú Lúc tránh né phải cố gắng xa một chút Để mình có đường mà cứu giãn Tổng giáo quan ưu thông trịnh trọng nói Với thực lực của ngươi bây giờ Nên huấn luyện thân pháp cơ sở cho nhuận nguyễn Hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn Dương Vũ cả kinh, rồi sau đó trịnh trọng gật gật đầu. Dạ, Tổng giáo quan. Dương Vũ, ngươi phải ghi nhớ những lời này của Tổng giáo quan. Trong võ đạo phải tránh tham công liều lĩnh. Thân pháp nhập di này rất mạnh, nhưng nếu không có thực lực mà cưỡng ép thi triển, chỉ biết bắt trước bừa bãi thì chỉ khiến cho người ta chê cười thôi. Giáo quan giang niên nhắc nhở. Tổng giáo quan u thông cười, nói. <cười> Tốt lắm, lần này sát hạch chuẩn vũ, vũ giả tổng cộng có ba người vượt qua kiểm tra là La Phong, Bạch Dương và Dương Vũ. Trong mắt ba người La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương đều có vẻ vui sướng không thể áp chế. Nếu không phải xung quanh có một đám tiền bối vũ giả thì e rằng bọn họ sớm đã hứng thú gạo to, nhảy lên rồi. Các vị, việc tiếp theo là ký kết hợp đồng khảo hạch thực chiến, các người ký giúp cho, nói rồi tổng giáo quan ô thông nhìn về phía một nam tử tóc bạc mặc áo đen luôn luôn đứng ở một bên cười nói đội trưởng để người đợi lâu như vậy rồi xin lỗi nha đi thôi chúng ta đi ra ngoài ba người la phong chấn động tổng giáo quan là người có vị trí cao nhất trong tất cả cực hạn vũ quán ở dương châu thành địa vị cực cao ông ta gọi đội trưởng vậy nam tử tóc bạc áo đen đó có thân phận là gì chứ Ánh mắt nam tử tóc bạc áo đen nhìn lướt qua ba người La Phong. Trong lúc nhất thời La Phong cảm thấy đôi mắt của người này như tinh không bao la. Toàn thân lập tức như bị hút vào trong đó. Nhưng ngay sau đó La Phong chợt giật mình, cả người đã tỉnh táo lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? La Phong đột nhiên phát hiện bên cạnh, cả chân vũ lẫn bạch dương đều có vẻ mặt dại đi. Đáng sợ thiệt mà, bộ ánh mắt cũng khiến cho cả ba hoàn toàn giải đi. La Phong cảm thấy khiếp sợ, Thực lực này thật đáng sợ mà Nếu như hai người đối chiến Lúc còn chưa giao thủ Thì đối phương dùng một ánh mắt này thôi Đã khiến cho ý thức mình mơ hồ rồi E rằng đợi bản thân tỉnh táo lại Thì đã bị đối phương một đau đâm thủng tim rồi Nam tử tóc bạc áo đen mỉm cười Kinh ngạc nhìn thoáng qua La Phong Tiểu gia hỏa Thiên phú không tệ Nên cố gắng nhiều Nam tử tóc bạc áo đen mỉm cười với La Phong Ồ, lực ý chí cũng không tệ tổng giáo quan âu thông cũng hài lòng gật gật đầu sau đó tổng giáo quan âu thông và nam tử tóc bạc áo đen lập tức rời đi làm sao vậy vừa rồi là chuyện gì vậy ta làm sao vậy lúc này dương vũ và bạch dương mới tỉnh lại hai người nhìn nhau rồi nhớ lại chuyện lúc nãy không khỏi sợ tới mức toát mồ hôi lạnh bất luận là dương vũ bạch dương hay là la phong từ khi trưởng thành cho tới bây giờ thì nam tử tóc bạc áo đen này đúng là nhân vật đáng sợ nhất Nằm tử tóc bạc áo đen này luôn ở bên quan sát chúng ta kiểm tra Nhưng mà từ khi bắt đầu tới vừa rồi ta căn bản không chú ý tới sự tồn tại của hắn Là phòng thất kinh Không động tĩnh gì, giống như trong không gian không có người này vậy Quá khó tin mà, không đúng là Phong cố gắng nhớ lại tướng mạo của nam tử tóc bạc áo đen lúc nãy Nhưng lại khiếp sợ khi phát hiện Mình chỉ nhớ đôi mắt Làm cho kẻ khác như lúng xuống Căn bản là không nhớ nổi hình dáng người đỏ trông như thế nào nào, bảo người các người tới đây. Giáo quan văn niên đợi đám vũ giả tỉnh lại mới cười, nói. Tới phòng luyện võ thôi. Từ phòng kiểm tra phản ứng thần kinh đi đến phòng luyện võ đang rộng mở. Đây là ba hợp đồng vũ giả thực chiến khảo hạch. Một lão béo trong đám vũ giả lấy từ gốc phòng luyện võ ra ba cái bản hợp đồng. Một khi tham gia vũ giả thực chiến khảo hạch, nếu mà trong quá trình đó bị quái thú giết thì không liên quan gì tới cực hạn vũ quán nha, đương nhiên tỷ lệ tử vong vũ giả thực chiến khảo hạch rất thấp là phong dương vũ cùng bạch dương đều nhận hợp đồng lượt xem nội dung tỷ lệ tử vong thấp nhưng mà tỷ lệ thương tật là không thấp đâu một tráng hán đầu trục nói với giọng trầm trầm vũ giả thực chiến khảo hạch là chiến đấu sinh tử với quái thú đương nhiên đây là chiến đấu ở mức cơ bản nhất sau này các ngươi một mình đi tới khu vực săn giết quái thú nguy hiểm thì nguy hiểm sẽ đáng sợ hơn vũ giả thực chiến khảo hạch nhiều nếu đến cả cửa này cũng không qua được Thì sẽ không có tư cách làm võ giả nữa Ba người La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương nhìn nhau Hợp đồng rất đơn giản Chủ yếu là nói trong khi khảo hạch thực chiến Mà xuất hiện tử vong hay thương tật Thì cực hạn vũ quán sẽ không chịu trách nhiệm Ba người không hề do dự Ký tên thẳng vào trong đó Giáo quan Giang Niên bên cạnh Cười khẽ, nói Được rồi, hôm nay là ngày 1 tháng 7 Có thời gian khảo hạch thực chiến một tháng trong một tháng này các ngươi phải chuẩn bị cho tốt đó. Được rồi. Nói rồi, giáo quan Giang Niên đi tới chỗ bàn phím, nhanh chóng ấn một vài phím, chẳng mấy chốc trên cái bức tường của phòng luyện võ hiện lên màn hình trong suốt, trên đó xuất hiện một vài bài viết. Bài có tựa đề là Phương pháp tu luyện nguyên năng gen. Là phòng không khỏi nín thở, thân thể những võ giả sở dĩ cường đại, một vài võ giả bậc nhất thậm chí còn có tốc độ vượt qua cả vận tốc âm thanh một đao có thể bổ vỡ tấm thép dày vài mét. Đương nhiên bây giờ thực lực của đám La Phong trên là rất lớn so với những cường giả trong truyền thuyết này. Võ giả tại sao cường đại? Chính là dựa vào nguyên năng gen. Năm đó thời kỳ đại nước bàn, nhân loại bị nhiễm di trúc trời trời, sinh ra kháng thể, gen ở trong người biến đổi trở thành ưu hóa. Giáo quan Giang Niên cười khẽ, nói Khi gen được ưu hóa tới mức độ nhất định, có thể hấp thu nhiều tiêu năng lượng trong vũ trụ, sự dung nhập vào những tế bào toàn thân Trong quá trình này gen được ưu hóa, xương cốt, tế bào, máu, nội tạng da, dân vân đều sẽ phát sinh ra tiến hóa đề cao không ngừng Xương cốt của các người có thể trở nên cứng hơn kim cương cả hàng chục hàng trăm lần Nội tạng của các người có thể cường đại, nín thở nữa vào trong nước, thậm chí lâu hơn nữa Tất cả những điều này đều phải dựa vào năng lượng mà các người hấp thu từ vũ trụ Dung nhập vào mỗi tế bào, thành năng lượng cho bản thân mình Cũng chính là nguyên năng gen Giáo quan Giang Niên chỉ vào bài viết trên màn hình. Đây chính là phương pháp tu luyện nguyên năng gen, phương pháp tu luyện ngũ tâm hướng thiên trên cả địa cầu này duy nhất chỉ có một loại phương pháp tu luyện nguyên năng gen này thôi. La Phong lập tức cẩn thận đọc bài viết. Nguyên năng gen ưu hóa gen do nhân loại tiến hóa. Thì ra là như vậy. Sau khi La Phong đọc kỹ, lập tức hiểu ngay. Người thường không thể tu luyện được vì mức độ gen ưu hóa còn chưa đủ, thông thường khi đạt tới lực quyền 900 kg, tốc độ 25 m mỗi giây, tốc độ phản ứng thần kinh đạt tới hạn của chuẩn vũ giả. Khi đạt tới mức độ đó, thì mức độ gen ưu hóa cũng đạt tới mức hợp cách. 90% chuẩn vũ giả đều có thể bắt đầu tu luyện nguyên năng gen. Một tháng tối, các người có thể bắt đầu thử tu luyện nguyên năng gen. Giáo quan Giang Niên cười khẽ, nói. Về phần đạo dẫn thuật trân quý nhất thì phải chờ khi các ngươi trở thành võ giả, gia nhập vào cực hạn võ quán hoặc là quân đội thì mới có thể có được thôi. Phương pháp tu luyện nguyên năng gen toàn thể thế giới chỉ có một loại. Nhưng đạo dẫn thuật thì trên toàn thế giới có ngàn vạn loại. Tu luyện đạo dẫn thuật khác nhau có thể khiến tốc độ tu luyện nguyên năng gen có sự chênh lệch rất nhiều, thậm chí còn chênh lệch mấy chục lần. Đạo dẫn thuật mới là thứ mà các thế lực coi trọng nhất. Giáo hoàng, Bạch Dương không kìm được hỏi Nghe nói đạo dẫn thuộc rất thần kỳ Nhưng mà thần kỳ ra sao Sao nó có thể làm cho tốc độ tu luyện nguyên năng gen gia tăng lên vậy Lúc này giữa phòng luyện võ Có một trung niên với mái tóc hơi hoa râm mở lời Nói Bạch Dương ta giải thích với người như vậy nè Nếu mà các ngươi không tu đạo dẫn thuật Mà chỉ sử dụng phương pháp tu luyện ngũ tâm hướng thiền Thì một ngày chỉ có thể luyện hóa 5 phút Là tế bào toàn thân đã bảo hòa rồi Không thể hấp thu hơn nữa nhưng nếu mà tu luyện đạo dẫn thuật Dung lượng tế bào của các ngươi sẽ lớn hơn nhiều Có thể để cho các ngươi tu luyện 8 phút, 10 phút Thậm chí còn tới 1 giờ nữa Trung niên đó nhìn về phía ba người La Phong Bây giờ các ngươi đã hiểu rõ chưa? Vừa nghe xong La Phong giật mình Hóa ra đạo dẫn thuật làm cho từng tế bào Mỗi ngày ăn được nhiều cơm hơn Tế bào hấp thu nhiều tiên năng lượng vũ trụ Để chuyển hóa thành nguyên năng gen Cũng giống như người ăn cơm vậy Giả thiết như là một người chỉ có thể ăn ba chén cơm, tu luyện đạo dẫn thuật chính là làm cho người ta một ngày có thể ăn năm chén cơm, mười chén cơm. Là Phong thầm nghĩ. Lúc này Giang Niên mỉm cười, nói nếu có người không tu luyện đạo dẫn thuật, giả thiết là tế bào có thể hấp thu một đơn vị năng lượng. Một khi tu luyện đạo dẫn thuật, tế bào có thể hấp thu thành hai đơn vị năng lượng, ba đơn vị năng lượng, thậm chí là nhiều hơn. Nói cách khác, người tu luyện một năm có thể vượt qua người khác tu luyện mười năm, đây là mỹ lực của đạo dẫn thuật á đám võ giả ở đây ai nấy đều mở lời đàm luận rõ ràng là có rất nhiều thứ để nói nói về đạo dẫn thuật thì thế giới đệ nhất cường giả tổng quán chủ toàn cầu của cực hạng vũ quán chúng ta là hồng đã sáng chế ra chính bộ nhất đẳng đạo dẫn thuật nếu mà các ngươi gia nhập vào cực hạng vũ quán hả tùy vào mức độ cống hiến cho chủ quán thì sẽ có cơ hội học được đạo dẫn thuật cao nhất đám vũ giả đều cười hấp dẫn đám ba người la phung. Trên thế giới, các thế lực lớn đều hy vọng càng ngày càng có nhiều vũ giả. Giáo quan La Phong đột nhiên mở lời. Hả? Giáo quan Giang Niên cười, nhìn về phía La Phong. Chuyện gì vậy? Giáo quan nè, vừa rồi sao vũ giả tóc bạc áo đen đi ra với tổng giáo quan á, chỉ dùng một ánh mắt mà thôi, đã khiến cho chúng ta không có nổi năng lực phản kháng rồi. Đây là năng lực gì của vũ giả vậy? Là phùng chưa bao giờ nghe nói về vũ giả lợi hại như vậy do đó rất tò mò giáo quan văn niên mỉm cười đám vũ giả còn lại cũng cười ha hả <laughs> tiểu tử nè người đi cùng với tổng giáo quan á là tinh thần niệm sư so với vũ giả chúng ta thì hiếm hơn nhiều á có vũ giả vừa cười vừa nói đương nhiên rồi tinh thần niệm sư cũng là một loại vũ giả nhưng là cái loại vũ giả đáng sợ nhất ngờ tinh thần niệm sư trong lòng La Phong cả kinh. Bây giờ mạng đang phát triển, La Phong từng thấy những cái lời giới thiệu rằng tinh thần niệm sư là tồn tại đặc thù trong quần thể vũ giả, đồng thời cũng là tồn tại phi thường đáng sợ. Nhưng rút cuộc đáng sợ ra sao thì trên mạng không có thông tin nhiều. Chờ sau này các ngươi trở thành vũ giả, chẳng mấy chốc sẽ biết tinh thần niệm sư thôi. Giáo quan Giang Niên cười, nói thôi được rồi hôm nay sát hạch chuẩn vũ giả dừng ở đây đi ba người các ngươi cũng có thể về nhà rồi giấy ừ. chứng nhận chuẩn vũ giả phải đợi con dấu của cấp trên nhập vào hồ sơ công dân đại khái đợi vài ngày nữa mới có thể tới đến lúc đó sẽ thông tin cho các ngươi được rồi các ngươi về đi dạ dấu dạ, dạ dạ. quân ba người la phong dương vũ và bạch dương quay đầu rời khỏi phòng luyện võ tới trước cửa hội quán cực hạn liền bị đám quân nhân đóng ở tiểu khu cầm súng giám thị khi ra khỏi tiểu khu Tại cổng tiểu khu Minh Nguyệt, ba người La Phong, Dương Vũ và Bạch Dương đều cười tươi. Ta tên là Bạch Dương, là người của trường quân đội số 1 Giang Nam, quê ở Dương Châu Thành, đang lúc nghỉ hè nên tới đây tiến hành sát hạch á. Bạch Dương đưa tay ra, bắt tay La Phong và Dương Vũ. Rất vui khi được quen biết hai vị. Trường quân đội số 1 Giang Nam hả? Mình vốn là muốn vào trường quân đội này mà. La Phong cười, nói. <cười> ta tên là La Phong, còn huynh ấy là Dương Vũ, hai chúng ta đều là người cực hạn vũ quán ở khu nghi ăn Khẳng định rằng trong tương lai là La Phong huynh đệ của tiền độ vô tận Ngay cả tên anh ở trong trường quân đội chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu người có thể trở thành võ giả đó Bạch Dương rất thích được kết giao bằng hữu Đối với người trẻ như thế này mà được bước vào hàng ngũ chuẩn vũ giả như La Phong Gã tự nhiên càng thích kết giao hơn Không biết chừng trong tương lai La Phong sẽ thành một đại nhân vật siêu cấp Dương Vũ ở bên cạnh cũng cười ha hả, nói <laughs> <laughs> thôi không nói nữa Bà chúng ta cùng một ngày Cùng một chỗ thông qua sát hạch rồi Cũng coi như có duyên phận đi Hôm nay là ngày tốt lành Bây giờ chúng ta tìm một cái tiểu lâu Ăn với nhau một bữa Vừa ăn vừa tâm sự ha <laughs> Được Bạch Dương cười đáp <cười> Được rồi đi thôi La Phong cũng cười nói Ba người vừa mới vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn vũ giả Nên đều rất hăng hái Chọn một tiểu lâu rồi cùng ăn cơm trưa Sau đó chia tay về nhà Hôm nay là phòng uống chút rượu, đến khi lên tàu điện ngầm mới nhớ tới việc gọi điện thoại báo tin vui cho gia đình. Nhưng mà, người trong tàu điện ngầm quá nhiều rồi, sợ rằng nếu mình vừa mới mở lời nói là vừa qua sát hạt chuẩn vũ giả, thì sẽ khiến cho người ta dây xem đó. Thôi đi, đợi ra khỏi tàu điện ngầm rồi sẽ gọi điện thoại cũng không muộn mà. Đầu tiên ngồi tàu điện ngầm tuyến số 1 tới ga Trung An, sau đó từ ga Trung An đổi tuyến số 11, xong sẽ còn phải đi một hồi lâu nữa Báo tin vui cho mọi người thôi La Phong đang rất hưng phấn Dù gì cũng là chuẩn võ giả chứ bộ <laughs> Trong nhà đã quẩn bách nhiều năm rồi Mình cố gắng lâu như vậy Cuối cùng cũng có thành tựu rồi Đứng góc cuối của ga Trung An La Phong lấy ra điện thoại di động Ấn số điện thoại xong La Phong liền đợi Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm của cậu em La Phong cười, nói <cười> Là anh à, hả? Không có nhận ra anh sao chứ anh đã vượt qua kiểm tra rồi <laughs> đúng đúng đó được rồi la phong cầm điện thoại di động vui vẻ nói hả mẹ cũng ở nhà hả được rồi để đưa máy cho mẹ đi alo mẹ hả con là tiểu phong nè la phong vui vẻ vạn phần mẹ hắn nghe máy điện thoại thanh âm vui vẻ kích động khóe mắt la phong không khỏi rơm rớm dù sao để có ngày này bản thân đã phải cố gắng lâu lắm rồi Mẹ nè, mẹ hỏi ba lần rồi đó, con vừa qua kiểm tra sát hạch thiệt mà, giấy chứng nhận chuẩn vũ giả vài ngày nữa sẽ phát tới nhà thôi. Dạ, dạ được rồi, à con ăn rồi rồi, lúc nãy con ăn với hai người bạn cùng vừa qua sát hạch khác nữa. La Phong cười, nói. Dạ, gọi điện thoại cho cha hả, mẹ yên tâm đi, con không có quên đâu, ừ, con biết rồi. Sau đó La Phong gác máy, trên mặt La Phong không khỏi lộ ra nụ cười, vui vẻ, thỏa mãn. Hắn phấn đấu lâu như vậy, từ bé đã cố gắng rèn luyện thân pháp, đau pháp, không phải là vì ngày này sao? La Phong thở sâu một hơi, tâm tình bình tĩnh lại, rồi mới bấm điện thoại di động của cha. Trong nhà hắn thì cha hắn, La Hồng Quốc, chính là một quả núi, là cột trụ trong nhà. Khi chưa trở thành học viên cao cấp của vũ quán, tất cả chi tiêu trong nhà đều dựa vào lưng của cha. Mẹ hắn mặc dù cũng có công việc, nhưng lại phải bỏ nhiều tinh lực vào chăm sóc cho hai con trai, huống chi một đứa còn bị tàn tật nữa cha làm việc lắp đặt thiết bị cho phòng ốc công việc rất khổ từng có vài lần đau lưng hay bị thương ở tay rồi cha từ nay về sau người không cần phải khổ cực như vậy nữa rồi là phong thầm nói từng tiếng giao điện thoại di động truyền đến là phong đợi cha nhấc máy điện thoại hả à, sao không trả lời điện thoại vậy bây giờ đã hơn 12 giờ rồi là lúc đã ăn trưa mà cha mình đi lắp đồ thường thì giữa trưa cũng sẽ nghỉ ngơi phải nghe điện thoại mới phải chứ là phong nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại trong tay rồi mở tính năng dò tìm và xác định vị trí chẳng mấy chốc trên màn hình đã hiển thị bản đồ của dương châu thành chấm màu đỏ là nơi la phong đứng còn điểm nhỏ màu xanh là vị trí của điện thoại của cha cách chỗ mình không quá xa ngay lập tức la phong đã biết rõ vị trí của cha bây giờ không khỏi khẽ mỉm cười ta đến chỗ cha tự mình nói với cha biết là ta trở thành chuẩn vũ giả rồi hắn dựa theo vị trí hiển thị trên bản đồ trong điện thoại mà chạy đi khu nghi an tiểu khu thiên đô hoa viên nhanh lên các ngươi khiên đồ vào nhanh rồi tranh thủ nghỉ ngơi ăn trưa đi chúng ta cũng phải đi ăn nữa trong định viện của một biệt thự liền kế tại tiểu khu trương hậu bạch với y phục màu trắng nhíu mày thúc giục bên cạnh gã là ba gã bảo vệ có gương mặt lạnh lùng đang đứng tiên sinh à đừng nóng à những vật dụng này đều là đủ đắt tiền không thể sơ ý được là mấy quân đệ cố lên Chị thấy có một chiếc xe tải đang dừng ở ngoài định viện, trên con đường của tiểu khu, trên xe tải có những món đồ gỗ được đóng gói rất kỹ. Đồ làm bằng gỗ vào niên đại này là vô cùng quý giá, thuộc loại xa xỉ phẩm, ít người dám dùng. Do nhân loại hiện nay đều sống ở khu vực thành thị trong căn cứ, cây cối trồng ở nơi này rất hiếm, phần lớn chỉ có tác dụng trang trí. Thực ra khu vực thành thị bên ngoài căn cứ của nhân loại có vô số cây cối sinh trưởng, nhưng ở đó có nhiều quái thú để chặt được cây và chuyển đi thì sẽ phải đánh nhau với quái thú, vì vậy có thể tưởng tượng được giá trị của chúng cao bao nhiêu. Đại đa số vật dụng hiện nay của con người đều làm bằng nhựa, sản phẩm thủy tinh thì có giá cao hơn, còn đồ gỗ thì không phải người bình thường có thể mua được. Cẩn thận chút nào! Những công nhân của công ty trang trí vô cùng cẩn thận khi di chuyển những vật dụng nặng nề này. Đầu tiên phải khiêng từ trên xe xuống đất, sau đó ba công nhân cùng bê vào trong biệt thự nè 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 các ngươi cẩn thận chút trương hậu bạch nhíu mày nhắc nhở đó đều là đồ gỗ cao cấp đó nếu mà làm hỏng hả thì ông chủ của các ngươi sẽ phạt các ngươi đó ba công nhân cẩn thận khiên những vật dụng này làm bằng gỗ rất là tốt rất nặng phải hơn một ngàn cân để khiên lên thì cả ba công nhân đều phải cố hết sức Ê, mọi người nào dừng lại nghỉ ngơi chút đi đợi lát nữa được khiên hết vào nhà người công nhân đi phía trước mở lời Trước hết đặt nó ở chỗ này đi, chậm chút đã, nhẹ nhàng để xuống à, rồi xuống nè, à. từ 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 từ. Ba công nhân cẩn thận đặt đồ vật trên mặt đất, bên trong định viện, sau đó mới vươn thẳng eo lưng thở phào một hơi. Lão la nè, người ta đói bụng rồi á. Một công nhân với hình thể cao lớn của công ty lắp đặt thiết bị vặn người. Xong cái này thì chỉ còn hai cái nữa, khi lắp đặt xong toàn bộ, mọi người cùng đi ăn cơm nha. La Hồng Quốc nhìn hai người nhân viên kia cười hà hà. Ông cũng tùy ý dùng áo lông mồ hôi nhễ nhại trên đầu. Hiện tại đang tháng 7, lại là giữa trưa. Lúc này chính là lúc nóng nhất trong ngày. Ba người khiêng mấy thứ đồ vật nặng hơn một ngàn cân vào giờ này thì thật đúng là cu ly. Các người nhanh lên chút đi chứ. Trương Hào Bạch thúc giục với vẻ hơi sốt ruột. Ồ, được rồi, được rồi. La Hồng Quốc cúi lưng bám vào cái món đồ, mỗi người cố sức một chút nè khiêng thứ này lên nè tới đây nè một hai ba lên ba người la hùng quốc cùng dùng sức nâng cái món đồ này lên sau đó cẩn thận đi dọc theo từng bậc thang chẳng mấy chốc đã tiến vào phòng một lát sau thì lại đi ra khi ba công nhân đi qua bên cạnh trương hậu bạch mùi mồ hôi xông thẳng ra làm cho gã không khỏi nhíu mày <laughs> người nghèo thiệt đúng là người nghèo mà làm cái việc như vậy thì cả đời cũng chỉ là cu li mà thôi trương hậu bạch thầm nghĩ Cha gã là Phú Hào, xuất thân từ gia đình giàu có. Trương hậu Bạch trời sinh rất kỳ thị với những người dưới tầng chót của xã hội, luôn phải làm việc chân tay. Theo gã, người cam nguyện làm cu li do không có tinh thần phấn đấu, thật đáng đợi cái loại người này. Cẩn thận chút nha, đừng có chạm vào cái mặt cổng á. Ba người La Hồng Quốc bước từng bước, cẩn thận khênh cái món đồ di chuyển. Y phục của họ hoàn toàn đã bị mồ hôi ướt đẫm, mồ hôi hột chảy rồng rồng trên trán, sau đó chảy xuống cổ, À, ra phòng ngoài nghỉ ngơi một chút đi Ba người la hồng quốc một lần nữa buông đồ đạc xuống Nghỉ ngơi điều chỉnh nhịp hô hấp một chút Đi Một Hai Ba Lên Ba người la hồng quốc mặc dù mệt Nhưng cái loại công việc này họ đã làm hai ba mươi năm nên cũng quen rồi Biết cực hạn sức lực của mình ở đâu Nên rất ít khi mắc lỗi trong lúc vận chuyển vật dụng Một lát sau La Hồng Quốc lại vận chuyển đồ vật cuối cùng Nóng thiệt cái nha Trương Hậu Bạch ngẩng đầu nhìn trời. những ca, để lát nữa chúng ta đi tiểu lâu bên cạnh uống với nhau nha. <laughs> cảm ơn thiếu gia. Ba gã bảo vệ đều cười hà hà đáp. Trương Hào Bạch liếc mắt nhìn ba công nhân đang khiêng món đồ cuối cùng, trong mũi không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đối với cái loại người nghèo này, gã vẫn rất ghét. Đột nhiên ánh mắt Trương Hào Bạch dừng lại ở cái miếng cẩm thạch trong đình viện dùng để lát đường. Một khối cẩm thạch có vết nứt, vết nứt này là do mấy ngày hôm trước Giả và tên bảo vệ tập võ không cẩn thận làm hỏng. Mắt của Trương Hậu Bạch sáng lóe lên. À, gần đây tiền tiêu giặt không nhiều lắm nha, vừa dặn có thể kiếm được một chút rồi. Lúc này ba người La Hồng Quốc đang vận chuyển đồ vật thứ ba. Đột nhiên, một loạt tiếng điện thoại di động vang lên. La Hồng Quốc đang vận chuyển đồ đạc bỗng cảm thấy rất vui vẻ. Hẳn là điện thoại của Tiểu Phong rồi. Nhưng mà La Hồng Quốc đang khiên hàng, căn bản không thể nghe máy điện thoại, Do đó chỉ có thể nhịn Đợi khi buông đồ vật này xuống thì sẽ gọi lại Trước tiên ra phòng ngoài nghỉ ngơi Nhẹ tay nha, chậm chút, từ từ nè, từ từ xuống nè Ba người La Hồng Quốc khẽ buông đồ xuống La Hồng Quốc móc trong túi ra cái điện thoại di động Vừa nhìn màn hình Thấy đúng là do con trai gọi thì không khỏi cười Chuẩn bị gọi lại Nà, các ngươi làm gì vậy? Hay, đã bảo các ngươi cẩn thận một chút rồi Mấy người các ngươi sao lại làm vậy chứ? Một tiếng mắng phẫn nộ vang lên ba công nhân của công ty trang trí đều sửng sốt vừa quay đầu thì thấy sắc mặt trương hậu bạch âm trầm ngón tay chỉ vào cái mặt đường lát cẩm thạch đang bị mớ đồ đạc đặt lên các người làm ăn cái kiểu gì vậy quá không cẩn thận rồi mặt đường nhà ta bị các người ép cho hỏng rồi nè đây là cẩm thạch nam sơn phải ra khu vực thành thị ngoại căn cứ mới có thể tìm được đó một khối cẩm thạch này phải tới mười mấy vạn đồng đó các người có bồi thường được không ạ à? ba người la hồng quốc cúi đầu nhìn quả thực trên nền đường dưới mấy thứ đồ đạc thấy một khối cảm thạch có một cái vết nứt nhỏ. Để ta hỏi ông chủ của công ty các ngươi xem thử chuyện này phải giải quyết thế nào. Trương Hậu Bạch nổi giận đùng đùng. Dân ca, người có số máy điện thoại của công ty lắp đặt thiết bị không vậy? Gọi cho bọn họ đi, bảo ông chủ của họ tới đây đi. Nói nhiều với loại người này cũng vô dụng thôi. Đây, ta có đây nè. Tên bảo vệ hội vương lập tức lấy điện thoại di động, bắt đầu bấm số. Ba người La Hồng Quốc nhìn nhau. Không đúng, người công nhân có hình thể cao lớn của công ty trang trí lập tức nói ngay vết nứt trên cẩm thạch này lúc trước đã có ở đây rồi tao đã thấy từ trước rồi mà còn muốn cãi hả cãi cùng thì làm được gì chứ trương hào bạch cười khẩy một tiếng là hồng quốc nhướng mày là một lão công nhân có kinh nghiệm phong phú ông biết loại cãi cọ này là phiền toái nhất hơn nữa thông thường công ty sẽ rất chú trọng danh dự nếu một khi bị phản ánh mà công ty lại không có chứng cứ để chứng minh vết nứt không phải là do công nhân làm vỡ thì họ sẽ bỏ tiền ra để bồi thường. Công ty bồi thường tiền vì khẳng định ba công nhân phụ trách vận chuyển sẽ bị khấu trừ tiền lương. Mỗi người trước hết đưa đồ đặt vào nhà đi rồi nói sau. La Hồng Quốc mở lời, nói rồi muốn nâng đồ đặt lên. Muốn khiên vào hả? Trương Hậu Bạch tiến lên vài bước, vươn tay đẩy La Hồng Quốc ra, nhìn quanh ba công nhân hét to đừng có làm bộ nữa đống đồ này đặt trên cảm thạch đây là chứng cớ rồi các người muốn đưa đồ vào nhà sau đó chết cũng không chịu nhận chứ sao hả <laughs> mấy thủ đoạn của các người ta thấy nhiều rồi chờ ông chủ của các người tới đây rồi nói đi Ô, lỗ lỗ hai nhân viên kia vội đỡ la hồng quốc vừa bị đẩy ngã xuống đất vậy không sao đâu la hồng quốc bóp bả vai sao có người lại đẩy người ta vậy chứ mấy thứ cẩm thạch này có phải là do chúng ta làm hỏng hay không thì cũng chưa chắc đâu có người đẩy người ta làm gì chứ hai công nhân kia lập tức trừng mắt phẫn nộ quát những người làm việc cực nhọc không sợ trời không sợ đất trêu vào họ là máu nóng nổi lên không phải chuyện lớn thì cũng có thể đánh nhau một trận đến lúc đó cho dù bị bắt tới cục cảnh sát mấy người không có tiền chỉ có nước liều mạng thì cục cảnh sát cũng không có biện pháp gì rồi lại thả những người này ra thôi đừng ngang ngược với ta trương hào bạch tung ra hai cước nhanh như chớp đạp vào bụng hai người đó hai nhân viên này bay ra ngoài té xuống đất <laughs> ngang ngực cũng phải ngó xem nơi này là nơi nào chứ trương hào bạch cười lạnh một tiếng ở khu nghi an trương gia của gã coi như là một nhà rất có thế lực đánh vài công nhân thì không có gì là lớn chuyện cả lão điện đại hùng không sao chứ la hồng quốc cũng nóng nảy là cậu kia sao lại làm như vậy hả la hồng quốc phẫn nộ quát trương hào bạch ngửi thấy mùi mồ hôi trên người la hồng quốc không khỏi nhướng mày phất tay nói <laughs> Dương ca, mấy người các người giáo hứng bọn họ đi Để họ yên lặng chút đi Thiếu gia, dạ, công ty trần trí bệnh kìa Tin bảo vệ hội vương đưa điện thoại di động cho gã Trường hậu bạch phước tay Ba gã bảo vệ lập tức đi giáo huấn ba công nhân Con gã thì cầm mấy điện thoại Đúng vậy, ta ở thiên đô hoa viên nè Kêu ông chủ họ hầu của các ngươi nghe điện thoại đi Hầu tổng, hôm nay các ngươi đưa thứ người gì tới chuyển hàng vậy chứ Tệ chân dũng về à Làm cho cái miếng cảm thạch nền đường định diễn nhà ta dở nát ra rồi đã người mau mau cử người tới đi nha tự mình mà xử lý đi nếu việc này không giải quyết cho thỏa đáng á, thì khoản tiền mua hàng còn lại cũng đừng nghĩ tới nữa lời còn chưa dứt dừng tay một tiếng quát lớn từ ngoài định viện truyền đến lúc này đám ba người công nhân la hồng quốc bị ba bảo vệ to ép vào đứng ở góc định viện trên người đầy những dấu chân ba bảo vệ cùng trương hậu bạch đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong nháy mắt một thân ảnh mơ hồ đã vào đình viện. Trương Hạo Bạch liếc mắt đã nhận ra người vừa tới, không khỏi phẫn nộ, quát. La Phong, người dám chạy đến nhà ta hả? Đánh hắn cho ta! Cùng mẹ ngươi! Vừa nhìn thấy, La Phong đã thấy cha mình đứng trong góc đình viện, toàn thân mồ hôi, trên người còn đầy những dấu chân, đang ôm bụng đứng đó. Hắn lập tức mắt đỏ ngầu, bao năm qua cha đã sống khổ sở như vậy, còn bị người ta khinh rẻ, hôm nay lại còn gặp việc này nữa chứ một gã hơi ục ịch trong đám bảo vệ cười lạnh tiến lên một bước Biến đi cho ta là phòng quát lớn nhanh như chớp tung ra một cước trầm trọng đạp trúng vào gã tên bảo vệ ục ịch vội dùng cánh tay phải để ngăn cản <laughs> bị một cước đạp mạnh vào người tên bảo vệ ục ịch lập tức trận tròn con mắt bay xa bốn năm mét rồi mới ngã xuống hai tên bên cạnh sợ tới mức nhảy dựng lên là phòng người dám tới nhà ta đánh người hả trương hậu bạch trừng mắt quát Người muốn chết Là người muốn chết Đôi mắt La Phong lóe ra hung quang Nghiến răng phẫn nộ quát Lên hết cho ta Trương Hạo Bạch giận tới mức phát điên Mặt đỏ kè phức tay giận dữ quát Còn ông à Tên này có cú đá mạnh lắm à. Tên bảo vệ ụ ịch vừa bị đá ngã xuống Xoa xoa bụng Khóe miệng có vết máu rỉ ra Trong thời gian ngắn không thể đứng dậy nổi Tiểu tử này ra tay thiệt ác độc mà Tên bảo vệ hội vương và một bảo vệ khác cùng xông về phía La Phong, nhanh chóng vây chặt hắn. Đã chứng kiến lực chân vừa rồi của La Phong, nên cũng chẳng dám sơ ý nữa. La Phong lúc này đã vọt tới bên cạnh La Hồng Quốc, còn chưa kịp lên tiếng thì La Hồng Quốc đã nói Bà không sao đâu, Tiểu Phong, cẩn thận phía sau kìa. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai tên bảo vệ một trái một phải đồng thời tấn công về phía của La Phong. Hơn nữa tên Trương Hạo Bạch cũng lặng lẽ áp sát tới. Ba người liên thủ la phong liếc nhìn một chút trong nháy mắt xoay người lại thông qua lực eo lưng tay phải chém ra với lực đạo xoay tròn đồng thời giơ tay thành đao cả cánh tay phải giống như một thanh chiến đao trong chớp mắt chém ngang qua vuông một tiếng cánh tay của hắn chưa tới gần thì kinh phong đã thổi tới rồi tên bảo vệ họ vương biến sắc lập tức dùng hai tay ngăn chặn phát chém của la phong lại tiếng va chạm trầm thấp vang lên tay của la phong chém vào hai tay của tên bảo vệ họ vương tên bảo vệ họ vương chỉ cảm thấy hai tay như không còn thuộc về mình vì quá đau đớn nên mất đi cảm giác chỉ cảm thấy khớp tay gần như vô lực lập tức lui về phía sau đồng thời hô lớn tay phải của ta gãy rồi trương hào bạch đang chuẩn bị ra tay thì giật mình ba tên bảo vệ nhà gã đều là học viên cao cấp của võ quán theo lý thị la phong cũng là học viên cao cấp của võ quán Về sức mạnh hẳn là chênh lệch không lớn không thể chỉ bằng một cái đòn chặt tay đã khiến cho cánh tay phải của tên bảo vệ họ vương cũng là học viện cao cấp của võ quán gãy được tên bảo vệ họ vương bị thương chỉ còn lại mỗi tên bảo vệ áo đen có thân hình cao lớn mà thôi tên này thấy hai đồng đội liên tiếp bị đánh bại nhất thời vừa sợ vừa giận dữ tên bảo vệ áo đen nghiến răng gầm khẽ một tiếng rồi tung ra một cước một quyền như tia chớp vèo là phòng rất linh hoạt hai lần nhoáng lên đã tránh được hai đoàn công kích sau đó lại tung ra một cú chặt không hề lưu tình tay phải giơ lên cao giống như đau của quan công mãnh liệt bổ xuống quá nhanh tên bảo vệ áo đen không kịp tránh né chỉ có thể dùng hai tay gác lên phía trước nghiến răng đón lấy đòn chặt xuống khi cánh tay đáng sợ của la phong điên cuồng bổ xuống thì gã đã cảm thấy sợ hãi tên bảo vệ áo đen chỉ cảm thấy hai tay trong nháy mắt mất đi cảm giác bị một đòn chặt của la phong đập thẳng vào khiến cho hai tay mềm nhũng cánh tay của la phong lại không hề giảm khí thế đè nặng vào hai tay của tên bảo vệ áo đen nện vào vai của gã lực đạo hơn ngàn cưng trong nháy mắt đã làm tên bảo vệ này quỳ rạp xuống đất sao có thể như vậy được trương hậu bạch vốn đang chuẩn bị tập kích lúc này sợ hãi khựng lại ba tên bảo vệ một người ôm bụng không đứng dậy nổi một kẻ bị gãy xương ở cánh tay phải còn một kẻ bị một cánh tay đè xuống phải quỳ trên mặt đất trương hậu bạch đôi mắt la phùng như tóe lửa Ng ng người làm gì la là phong ng người muốn làm gì trương hào bạch lập tức lùi lại vài bước gầm lên đây là nhà của ta ngươi tự tiện xông vào nhà dân làm bị thương người của ta lại còn dám kiêu ngạo nữa hả dám đánh cha ta còn dám đập cha ta Hay tay la phong nắm chặt cơ bắp toàn thân như thép gân xanh như những con dung dần dực, tỏ ra vô cùng dữ tợn cha ngươi cha ngươi lại là làm sao ta biết chứ tại sao lại đánh cha ngươi đạp cha ngươi làm gì Trương Hạo Bạch đột nhiên trừng mắt nhìn về phía ba người công nhân xa xa, mình mẩy sơ xác còn đầy những dấu chân. Gã thoáng chốc đã hiểu tại sao La Phong không hỏi gì mà đã lao thẳng vào đánh người luôn rồi. Trương Hạo Bạch nhìn thấy La Phong muốn xông tới, lập tức hét lớn. La Phong, ta cảnh cáo người, người! Một cước sắc bén nhanh như tia chớp của La Phong đập thẳng vào bụng của Trương Hạo Bạch, khiến cho Trương Hạo Bạch nằm dài trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng. Cảnh cáo cái ông nội ngươi! là phòng vương tây chụp cổ áo của trương hậu bạch nâng gã lên khiến cho cả người gã lơ lửng trên không trương hậu bạch muốn nói nhưng bị chụp lấy cổ áo cả người lơ lửng nên cổ của gã bị ép rất mạnh việc thở cũng rất khó khăn chứ đừng nói đến nói chuyện mau buông nghiệp chủ ra một tiếng hét phẫn nộ từ xa vang lên chỉ thấy hơn 10 tên bảo vệ mặt võ trang ai nấy cũng đều cầm cung cảnh giới vọt tới trong tiểu khu thiên hoa này có rất nhiều nơi đặt camera giám thị. Chỗ nào xảy ra chuyện đánh nhau thì chỉ trong nháy mắt các bảo vệ tiểu khu đã biết. Người có thể ở trong khu tiểu khu toàn biệt thự này chắc chắn không phải người bình thường, bọn họ nào dám sơ ý. Trước tiên lập tức tới chỗ này, đồng thời cũng báo cảnh sát. Chú thích, nghiệp chủ, là chủ sở hữu tài sản, sản nghiệp hay là xí nghiệp. Cung cảnh giới là cái thứ mà cảnh sát hay bảo vệ thường dùng cái loại cung này. Tiếp tục, là phòng liếc mắt nhìn cái đám bảo vệ tiểu khu sông tới lạnh lùng cười lại nhìn thoáng qua trương hạo bạch tiện tay ném gã đi trương hạo bạch nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ trong đình viện y phục màu trắng trên người bị những ngọn cỏ gãy nhuộm xanh lè chờ không có sao chứ la phong đi đến bên cạnh la Hồng quốc à, không sao đâu chỉ là dạy vết thương ngoài da thôi la Hồng quốc nhìn vào gã bảo vệ đang vô cùng đau đớn giống như trương hạo bạch sắc mặt trông rất khó coi thấp giọng lo lắng nói tiểu phong nào tay chân của con sao không biết nặng nhẹ như vậy chứ con đánh người ta thành ra như vậy tiền bồi thường thuốc men hẳn là không ít đâu thậm chí người ta còn có thể tố cáo con nữa kìa đúng đó tiểu phong cháu ra tay hơi nặng rồi đó một công nhân khác cũng thấy lo lắng nặng cái gì chứ đánh hơi lắm lúc nãy bọn chúng mà không hề để bọn chú vào trong mắt mà công nhân cao lớn giận dữ nói nhóm người bảo vệ tiểu khu biết rất rõ những người có tiền trong tiểu khu này ba bảo vệ trương gia đều thuộc loại bảo vệ cấp bậc tinh anh đều có cấp độ học viên cao cấp của võ quán nhưng bây giờ cả ba người đều bị thương nặng đám bảo vệ nhất thời cũng không dám trêu vào la phong dù sao làm bảo vệ cũng chỉ có một phần tiền lương không ai nguyện ý bị người ta đánh tới gãy xương như ba bảo vệ kia đột nhiên tiếng xe cảnh sát vang lên mọi người đều xoay đầu nhìn chỉ thấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lại trước cửa trương gia cửa xe mở ra bốn cảnh sát nhanh chóng lao ra ngoài cảnh sát tới rồi đám bảo vệ lập tức tránh ra không ổn cảnh sát tới rồi ba người la hồng quốc đều giật mình la hồng quốc vội vươn tay kéo la phong vào một góc thấp giọng nói tiểu phong con đánh người quá nặng rồi đối với cục cảnh sát thì chuyện này khá là phiền toái đó Con không nên nôn nóng cha sẽ lập tức đi tìm luật sư cho con cha còn đã vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn võ giả rồi La Phong nhẹ giọng nói Chỉ một câu đã khiến cho La Hồng Quốc Vốn đang luống cuốn thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, Thậm chí còn lộ ra vẻ tươi cười Thật vậy sao? Tiểu Phong đã vượt qua kiểm tra sát hạch rồi hả? Vậy thì đỡ lo rồi Cảnh sát sẽ không có tư cách bắt con rồi Chuẩn võ giả chỉ cần kiểm tra thực chiến xong chính là võ giả rồi, tố chức thân thể đạt tới giới hạn hợp cách, đại biểu cho việc chuẩn võ giả cũng có thể tu luyện nguyên năng gen do đó quốc gia có quy định chuẩn võ giả hoặc là võ giả liên quan tới các loại án kiện hết thảy đều do cục an toàn của khu vực thành thị đó phụ trách giang nam thành tự nhiên là do cục an toàn giang nam phụ trách còn hệ thống ngành cảnh sát bình thường thì không có tư cách bắt người nhưng mà cha nè sau khi vừa qua kiểm tra cần phải được cấp trên phê duyệt nữa nên phải đợi vài ngày nữa thì giấy chứng nhận chuẩn võ giả mới có thể chuyển tới nhà mình lúc đó mới có thể cập nhật vào hồ sơ công dân của con La Phong thấp giọng nói. Do đó từ góc độ pháp luật mà nói thì bây giờ con vẫn chưa phải là chuẩn võ giả, phải thêm chạy ngày nữa mới là chuẩn võ giả chân chính được. Chỉ cần giấy tờ lưu vào hồ sơ công dân, như vậy La Phong mới chính thức trở thành một chuẩn võ giả. Dài hôm nữa, cho dù thực sự có phiền toái thì cũng không phải là chuyện lớn đâu. Cứ trực tiếp thông báo cho cực hạn võ quán, xin họ cấp cho giấy đảm bảo, chứng minh là con đã vượt qua kiểm tra chuẩn võ giả, thì con lập tức có thể ra khỏi cuộc cảnh sát ngay rồi nhưng mà nếu không có phiền thoái gì không nên làm ẩm ĩ như vậy chỉ là ở trong cuộc cảnh sát dài ngày mà thôi đến lúc đó con nghĩ họ cũng không dám lưu con lại đâu la hồng quốc gật đầu la phong chị thấy hai cảnh sát đi tới một người hét to vì dám tự tiện xông vào nhà dân đánh người ta trọng thương đi thôi theo chúng ta về cục một chuyến đồng chí cảnh sát tôi sẽ hợp tác với các người mà la phong mỉm cười tiến lên một bước được rồi đi thôi mà các người chỉ có một xe như vậy hình như không đủ chứa chúng tôi đâu nha. Điều này làm cho hai cảnh sát giật mình. Yên tâm, nhà của ta có xe. Trương Hạo Bạch quay đầu nhìn về phía nam tử dẫn đầu bốn cảnh sát. Lâu thúc, bà tên bảo vệ của con, còn cả con nữa đều bị hắn đánh cho bị thương, chúng con đều là nhân chứng. á. Cùng nhau đi hết. Tên cảnh sát được gọi là lưu thúc này phức tay, nói. Trương Hạo Bạch liếc mắt nhìn La Phong trong lòng oán hận vô cùng oán khí tích lũy 3 năm trong trường trung học thì đã đành, nhưng mà ngày hôm nay là phòng lại đánh gã lần nữa, khiến cho gã nhớ lại lúc trước ở võ quán cũng bị đánh cho một trận thi thảm. Là Phong, lần này ngươi không chết cũng sẽ bị lộ một lớp da thôi. Dám đánh bảo vệ của ta bị trọng thương hả? Tội này đủ để cấu thành án kiện hình sự rồi. Phán cho ngươi tụ vài năm xem ngươi còn kiêu ngạo nữa không? Là Phong nghe như vậy cũng chỉ mỉm cười, cùng đám cảnh sát lên xe hết tập 3 của bộ truyện Thung Phỉ Tinh Khung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.